Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm để gửi tặng đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tung vào cho các bạn xem này. Mua cho ít nấm thôi. Mấy tiền rồi em? Vãi. Cầm Orion không có nấm nè. Chết, nó nhắm đường đi đường chung, nó nhắm chết đâu. Mỗi trong một đường. Ui, mẹ bay ra. Trong con mái nhà nói bây giờ ui nó ném lựu xuống con mua ba là bốn là ngoan một thì chết đi. Đi bắn được không đấy? Thế mà bắn nó phải tím. Mà bên năm ba chip ui không kịp nhặt. Bố nó bắn hai tầng trên mái nhà không. Không kịp nhặt mà bên năm ba chip đây. Không kịp nhặt mà bên năm ba chip. Lại phải đánh tự nâng thôi. Tốn tiền. Rồi đi mày canh canh nó rồi. Dạ gì đời cho nó mát. Về nhà quá nhé. Về nhà. Dưới gì đó vai trưởng nó ở dưới nó bắt mình hai thằng nó bắt mình trên nhà có trên tầng có trên ở trên tầng có dầu cái thằng nó dưới nó bên này nó có thang luôn có thang bên này đó bắn đi thế vì công việc có mồi món đi chùa yêu món thua dầu không chơi nữa chơi thế bây giờ rồi Zambia chơi cho nó mát. Tha dầu. Tha dầu. Tay tỏ có chả na. Chị cho tay nó bé lại đi là được rồi. Quên đi đeo tay bé được không? Mày nhìn má thế nào chị to hơn. Hả? Mày nhìn má của chị xem má là to hơn. Má bên nào to hơn đấy? Hình như bên này to hơn nhiều luôn đúng không? Lệnh em đánh nữa chị ạ. Chị vừa mua 5 cái quần. 5 cái quần đùi. Mùa đông rồi mà quần đùi. Mình tắt xong rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm để gửi tặng đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha.
Ôi thế mà nếu mà tán sọt là đến tính tính một cơ. Cái gì? Tính tính mà đầu tháng là mùng một cơ. Mẹ anh kia này bắt ấy hiểu quá xỉu. Bắt gì vậy đấy, đi câu nói. Ừ. Tới. Đúng rồi. Lại phải ghi. Tôi thì 30 thì ghi đúng quá. Tôi mò xoay cho con. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôi mò nha các bạn ơi. Thế là ghi công rồi. Vậy là mình tốt xong rồi. Xin chào.